mắt với cách làm bánh đơn giản, lạ mắt ai cũng có thể làm được. Chỉ cần một chút phẩm màu thực phẩm, các mẹ có thể ra chợ mua hay ở các cửa hàng chuyên bán thực phẩm màu nấu ăn. 1 lít dầu ăn, 1 lít sữa tươi có đường, trứng gà, bột sô-cô-la, các loại hạt kẹo màu nhỏ xinh xắn. Quy trình làm như sau. Trước tiên, chúng ta đập khoảng 10 quả trứng, làm bánh cho khoảng 50 ăn. Tiếp đó, cho 1 lít sữa tươi có đường, đổ chung dầu ăn vào. Rồi bỏ vào máy trộn, đến khi nào trứng, sữa hòa tan vào nhau, thì bỏ thêm một chút bột sô-cô-la trộn cùng. Lấy ra cho vào lò vi sóng, để ở nhiệt độ khoảng 175 độ nóng, khoảng 1 phút sẽ ra lò được. Trong thời gian đợi bánh cho chín, chúng ta sẽ làm kem để phết lên mặt bánh. 1 lít sữa khuấy đều lên bằng máy, 1 lít kem trắng mịn sẽ ra lò. Cho nó kín hết cái mặt bánh cứ kết này. Công đoạn cuối cùng, chúng ta có thể trang trí nhiều hình thù khác nhau mà bạn và bé đều thích.